Submade Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, em giới thiệu đến cả nhà mình, đây là con CD Denon S10 2 La Mã ha. Con này mặt rất là đẹp ha. Dạ, như là gần như là đẹp như mới. Cái mắt nó đọc rất là tốt ha. Dạ. Và con này khi giải mã thì mình chỉ cần bật bật qua cái chữ optical này thì nó giải mã thôi các bác. Đó là phần giải mã ha. Dạ. Đầu S10 2 La Mã này em đã lo cho lên cho nó một cái hộp gỗ ha, hộp gỗ ba mặt thôi. Hộp gỗ ba mặt ha. Dạ, hộp gỗ như này và bằng gỗ lạng nha các bác và gỗ thịt đàng hoàng. Thì cái đầu này có cùng cái đầu và cùng cái hộp gỗ này có giá là 16 triệu nha các bác. Dạ. Còn nếu mà bác nào thích cái hộp gỗ này á không lấy thì bỏ lại hộp gỗ là 1 triệu ha. Bác nào thích thì lấy cái hộp gỗ này thì là 1 triệu nha các bác. Dạ, 1 triệu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đầu kèm khiển rin nha các bác. Dạ, kèm khiển rin ha. Mình tiến hành mình thử các cái đĩa định dạng đĩa ha. Cho nó đọc thử xem là có nó mắt đọc tốt không. Mắt đọc rất là nhanh nha các bác. Dạ, đọc rất là tốt ha. Thank you.
chuyển bài cũng là rất là nhanh ha. Dạ em thử bằng các cái đĩa rất là cũ ha, để cho mình xác định được cái mắt nó đọc có tốt hay không ha. Dạ các bác có thể nhìn thấy là đĩa này nó đã bị rất là cũ và rất là bẩn, rất là xấu ha. Dạ em thử bằng những cái đĩa này để coi mình xem cái mắt của nó như thế nào ha. Dạ mắt đọc tốt, và tất nhiên là với những cái đầu mà cao cấp như thế này thì em vẫn khuyến cáo là cả nhà mình nên mua đĩa xịn ha, đĩa tốt từ giá từ 150 trở lên để nghe ha. Dạ đọc rất là nhanh ha. Rồi, đó là cái đĩa thứ hai ha, và cuối cùng là một cái đĩa vẫn như thường lệ ha, một cái đĩa phono. Rồi mắt cũng đọc rất cực tốt luôn nha mấy bác, và đọc rất là nhanh ha. Dạ mắt đọc rất là tốt ha. Dạ mắt đọc cực tốt các bác. Dạ rồi các bác yên tâm là mắt của con này đọc rất là thoải mái ha. Và em nhắc lại một lần nữa, khi mà mình xài giải mã thì mình chỉ cần bạn bật qua optical nó giải mã các bác. Rồi em xin dừng clip test con CDS 10 đề nông S 12 La Mã đây ha. Và bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Con này thì em bao thứ nhất là máy móc rin ha, thứ hai là mình test trong vòng 7 ngày ha. Nếu có vấn đề trục trặc gì các bác cứ liên hệ giúp em, mọi chi phí là em chịu ha. Và giá như em đã công bố ha là 16 triệu bao gồm cả cái hộp gỗ. Nếu mà các bác không lấy hộp gỗ thì trừ bớt 1 triệu ha. Và rồi em ship hàng toàn quốc, các bác mà chuyển khoản đủ thì em bao ship, còn nếu mà đặt cọc thì trả phí ship giúp em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.